Bác sĩ tiết lộ cứ để một quả chanh vào ngăn đá tủ lạnh, khỏi ngay xương khớp, vĩnh biệt thiếu máu não, đau đầu chóng mặt, càng ăn thì càng sống thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, quả chanh được xem là một những loại quả quen thuộc nhất trong căn bếp của tất cả các gia đình. Chanh không chỉ đem đến hương vị cho món ăn thêm ngon mà còn có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe. Theo các bác sĩ, cứ để một quả chanh vào ngăn đá tủ lạnh có thể giúp cô bác khỏi bệnh xương khớp, hết thiếu máu não, đau đầu, sống lâu thêm 20 năm tuổi thọ đó ạ. Chỉ nghe như vậy thì chắc chắn là cô bác không tin đâu, đúng không ạ? Ngay sau đây thì xin mời cô bác hãy cùng với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu xem quả chanh có những công dụng gì mà lại được các bác sĩ đánh giá cao đến như vậy nhé. Bác sĩ tiết lộ cứ để một quả chanh vào ngăn đá tủ lạnh, khỏi ngay xương khớp, vĩnh biệt thiếu máu não, đau đầu chóng mặt, càng ăn càng sống thọ. Chanh từ lâu được coi là nguyên liệu quý giá của các chị em phụ nữ. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thay độc cơ thể, cung cấp vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi cô bác cho chanh vào đông lạnh, cô bác sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh, ngoài ra còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chanh đông lạnh sẽ giúp cô bác tận dụng được tối đa chất dinh dưỡng trong quả chanh. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp cô bác giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp cô bác giảm sẹo, trẻ hóa làn da bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da cô bác đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần cô bác hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp cô bác dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. Chanh đông lạnh có công dụng trẻ hóa làn da, chống lão hóa cực hiệu quả. Chính vì vậy mà có thể nói, chanh để trong ngăn đá tủ lạnh là một thần dược giá rẻ mà không phải ai cũng biết. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh. Cô bác mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vẩy cho ráo bớt nước, cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần các cô bác hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, cô bác sẽ thấy gương mặt trẻ già cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cô bác hãy dùng chanh đông lạnh làm món sinh tố nhé, nhớ để cả vỏ. Chanh đông lạnh sở dĩ tốt cho sức khỏe do có thể giữ được các chất dinh dưỡng vốn có của chanh tươi. Theo nghiên cứu, chanh tươi có thể đem lại những lợi ích sau cho cơ thể nếu cô bác sử dụng đúng cách. 1. Chanh giúp điều hòa huyết áp. Với những người hay tăng huyết áp thì uống mỗi ngày một ly nước chanh sẽ giúp huyết áp ổn định hơn. Nhờ chanh có chứa chất pectin giúp làm giảm cholesterol gây ra cao huyết áp. Chanh cũng chứa hàm lượng kali cao giúp ngăn ngừa bệnh cao huyết áp. Là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, chanh có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, cải thiện làn da khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ hấp thụ sắt và đặc biệt là giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chanh có khá nhiều công dụng giúp bổ trợ sức khỏe, trong đó phải kể đến cách hạ huyết áp bằng chanh. Trong chanh chứa nhiều vitamin C và pectin có thể tăng cholesterol HDL có lợi và giảm cholesterol LDL có hại. Khi lượng cholesterol có hại giảm và trở về mức bình thường thì huyết áp cũng sẽ trở về trạng thái ổn định. Ngoài ra, flavonoid và kali có trong chanh còn giúp tăng cường các mạch máu, ngăn ngừa bệnh huyết áp cao hiệu quả. 2. Chanh giảm tình trạng khó tiêu và táo bón. Chanh có khả năng kháng khuẩn cao, tiêu diệt vi khuẩn có hại và giúp vi khuẩn có lợi phát triển, vì thế giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, làm giảm chứng khó tiêu và táo bón. Chanh giúp hỗ trợ tiêu hóa vì axit trong quả này kích thích sản sinh axit glutaric, tác dụng làm tiêu thức ăn. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ tốt cho dạ dày hoặc ngay khi bị đầy bụng giúp giảm triệu chứng nhanh chóng. Tuy nhiên, người bị viêm dạ dày hoặc trào ngược cần cẩn trọng khi sử dụng. 3. Chanh hỗ trợ giảm cân. Mỗi sáng uống một ly nước chanh với nước ấm, chất pectin, chất xơ hóa tan trong chanh giúp cô bác cảm thấy no và ít thèm ăn, như vậy sẽ giúp giảm cân hiệu quả.
Nước chanh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng điều khiến nước chanh trở nên được yêu thích trong chế độ giảm cân là sự hiện diện của pectin giúp hạn chế sự thèm ăn. Ngoài ra, sự hiện diện của flavonoid trong nước chanh làm tăng độ trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Uống nước chanh hàng ngày giúp tích nước và thải độc tố. Cuối cùng, kali trong nước chanh giúp giảm trọng lượng nước, là yếu tố giúp cơ thể giảm cân. 4. Chanh giúp giải độc gan. Chanh có chứa lượng axit tự nhiên tạo nên vị chua, tạo tín hiệu thần kinh và nội tiết tố của cơ thể để kích hoạt gan và thận. Các chất chống oxy hóa trong chanh cũng giúp tăng cường thận và chức năng gan, từ đó giúp giải độc gan hiệu quả. 5. Chanh giúp trị nứt gót chân. Uống một nước chanh vào mỗi buổi sáng được coi là cách làm đơn giản, hiệu quả để làm sạch gan và thải độc cơ thể. Cụ thể, việc này giúp gan hoạt động hiệu quả hơn, thải trừ chất độc tích tụ ở mật, kích thích co bóp bàng quang, đẩy mật vào trong ruột non, nhờ đó tăng khả năng đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Chanh có chứa axit citric và vitamin C, có tác dụng tẩy tế bào chết tự nhiên, bong ra các tế bào da chết, tăng cường tái tạo da mới, làm sạch bụi bẩn, kháng khuẩn, làm mềm gót chân. 6. Chanh giúp giảm đau họng. Đặc tính của chanh là kháng khuẩn, vì vậy khi bị đau họng, chỉ cần pha nước chanh với vài giọt mật ong để uống hàng ngày sẽ giảm hẳn tình trạng đau họng. Nguồn vitamin C dồi dào trong quả chanh có tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa. Nhờ đó, sử dụng chanh giúp thanh nhiệt, tiêu đờm hiệu quả nên được nhiều người áp dụng trong cách chữa viêm họng, đau họng dân gian. Sự kết hợp giữa chanh và mật ong sẽ làm tăng hiệu quả trị đau họng của cả hai. 7. Chanh giúp trị mụn và làm đẹp da. Chanh có tính chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn sự xuất hiện và sản xuất các gốc tự do gây lão hóa da, hạn chế các đốm, tàn nhang và nếp nhăn. Tính chất kiềm dầu của chanh có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn và một số vấn đề của da, có thể kết hợp với một số nguyên liệu khác như mật ong, nghệ để trị mụn rất hiệu quả. 8. Phòng ngừa ung thư. Một quả chanh có chứa đến 22 chất chống ung thư như limonene, citrus pectin, glycosid, flavonol, vitamin C, sử dụng thường sẽ giúp phòng ngừa được nhiều bệnh ung thư nguy hiểm. Citrus pectin, một chiết xuất từ quả chanh, có khả năng ngăn ngừa hoặc ức chế ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các dưỡng chất thực vật trong quả chanh rất có hiệu quả. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ chanh có khả năng giảm cholesterol, tăng cường miễn dịch và cũng ngăn ngừa một số loại ung thư. Vỏ chanh chứa một số hợp chất được gọi là limonoid. Chúng có khả năng kiềm chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nhìn chung, chanh được cho là chứa khoảng gần 22 hợp chất khác nhau có thể hạn chế hoặc ngăn ngừa ung thư. Một nghiên cứu mới khẳng định quả chanh có thể giảm tới 50% nguy cơ ung thư, chúng cũng có khả năng đẩy nhanh tốc độ thải độc. Các chất chống oxy hóa trong chanh có thể chống lại các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Trên thực tế, chanh cũng rất tốt cho làn da của cô bác. Chanh cũng có tác dụng chống vi khuẩn, vì vậy nước chanh có thể ngăn ngừa một số nhiễm trùng. Nếu cô bác muốn kiểm soát cơn thèm ăn, hãy uống nước chanh. Chanh chứa chất xơ pectin có thể khiến cô bác cảm thấy no. Chanh cũng có thể hạn chế căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng mức năng lượng. Phần 2. Bác sĩ khuyến cáo giảm mặn nâng cao sức khỏe gia đình. Muối là khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. Tuy nhiên, việc tiêu thụ muối quá mức, bao gồm muối trong các loại gia vị, thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực về sức khỏe. Sau đây chính là những tình trạng sức khỏe đáng lo ngại mà cô bác sẽ phải chịu nếu ăn mặn trong một thời gian dài. 1. Tăng huyết áp. Ăn nhiều muối sẽ làm tăng tính thẩm thấu của màng tế bào với natri. Ion natri sẽ chuyển nhiều vào tế bào cơ trơn của thành mạch, gây tăng nước trong tế bào, tăng trương lực thành mạch, gây co mạch, tăng sức cản ngoại vi và dẫn đến tăng huyết áp. Huyết áp cao dẫn tới nguy cơ đau tim, đột quỵ và bệnh thận. 2. Đột quỵ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thường xuyên dùng đồ ăn mặn dẫn tới 62% các ca đột quỵ não. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nếu giảm một thìa cà phê muối ăn trong các bữa ăn mỗi ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ. 3. Gây bệnh tim. Lượng muối lớn đưa vào cơ thể do thói quen tiêu thụ đồ ăn mặn sẽ khiến chúng ta phải uống nhiều nước, làm tăng khối lượng máu tuần hoàn và khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ làm tâm thất trái to lên, dẫn đến hiện tượng suy tim. Tâm thất trái có thể trở lại bình thường nếu chúng ta phát hiện và giảm lượng muối nạp vào cơ thể. 4. Làm hại thận.
ăn quá mặn sẽ ảnh hưởng tới thận, cơ quan quan trọng quyết định tới sinh lý phái mạnh. Cụ thể, ăn nhiều muối sẽ khiến cơ thể phải thu nạp nhiều nước, dẫn tới tuần hoàn máu đến cầu thận tăng, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu. Nếu đã bị bệnh thận mà bệnh nhân vẫn sử dụng đồ ăn mặn thì bệnh sẽ ngày càng nặng. Ngược lại, nếu giảm lượng muối thì chức năng thận sẽ được cải thiện tốt hơn. Ngoài ra, muối cũng là nguyên nhân gây ra các chứng bệnh như sỏi thận, thận nhiễm mỡ. 5. Gây bệnh dạ dày. Muối tương tác với vi khuẩn Helicobacter pylori HP gây viêm loét dạ dày và tá tràng. Loại vi khuẩn này là nguyên nhân của 80-90% các trường hợp mắc viêm loét dạ dày tá tràng. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những ai thường xuyên ăn đồ ăn mặn có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 2 lần so với những người khác. Ngoài ra, lượng natri trong cơ thể cao cũng làm giảm hiệu quả điều trị ung thư dạ dày. 6. Làm yếu xương. Việc ăn quá nhiều muối có thể gây mất canxi từ xương, trong khi canxi là yếu tố quan trọng cho xương khỏe mạnh. Khi xương bị mất canxi thì chúng sẽ trở nên yếu, dễ gãy hơn. Điều này làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo WHO, ăn mặn là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của nhiều bệnh mãn tính. Bởi trong ngày, một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri, yếu tố tạo nên vị mặn, tương đương 5g muối. Nếu nhiều hơn, cơ thể sẽ bị mất cân bằng chỉ số natri và kali, khiến thận lọc nước kém. Điều này dẫn tới nguy cơ cao bị tăng huyết áp do có nhiều chất lỏng không được lọc, cũng như gây thêm áp lực cho các mạch máu, thậm chí làm tắc nghẽn động mạch. Thói quen ăn mặn cũng chính là nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận, bệnh dạ dày và hệ xương khớp. Mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 17,3 triệu ca tử vong sớm do bệnh tim mạch. Dự báo đến năm 2030, con số này tăng lên 23 triệu ca. Trong khi đó, tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp và cứ 3 trường hợp tử vong thì có 1 trường hợp do các bệnh tim mạch. Phần lớn người Việt thích món ăn có hương vị đậm đà nên khi nêm nếm sẽ bị quá tay. Bên cạnh đó, đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp hay muối chua vốn nhiều muối cũng là món ăn ưa thích của không ít người hiện nay. Để giảm lượng muối tiêu thụ, theo khuyến cáo của WHO, mọi người nên giảm bớt muối khi nấu ăn, chấm nhẹ tay, giảm thực phẩm mặn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên theo đuổi một thực đơn ăn uống phong phú, đa dạng nhưng nên thanh đạm. Chế độ ăn uống thanh đạm hay thanh nhạt được hiểu là chế độ ăn ít dầu mỡ, ít muối, không có hương vị quá đậm, quá cay hoặc quá nhiều các loại gia vị cho vào trong món ăn. Muốn duy trì một chế độ ăn thanh đạm ở một thời điểm nào đó, việc cô bác cần chú ý và nên làm tốt mấy điểm như sau. Kiểm soát lượng muối và các gia vị khác. Muối và dầu mỡ là gia vị quan trọng thường được sử dụng trong quá trình nấu ăn. Chế độ ăn uống thanh đạm tốt nhất cho sức khỏe chính là cô bác không nên ăn quá 6g muối và 25-30g dầu mỡ trong tất cả các bữa ăn của cô bác mỗi ngày. Giải pháp mà cô bác có thể áp dụng là nên dùng thìa muỗng có định lượng để đong đo lượng muối mỗi lần cho vào thức ăn. Chai đựng dầu mỡ nên có vạch số đo dùng tích hoặc trọng lượng để đảm bảo rằng mỗi lần nấu nướng, cô bác biết rõ đã dùng bao nhiêu muối, gia vị và dầu mỡ vào trong món ăn. Khi chế biến món ăn, chờ đến khi thực phẩm chín, chuẩn bị tắt bếp hoặc múc thức ăn ra bát thì mới cho muối. Đây là cách giúp cô bác kiểm soát lượng muối và chế biến đúng cách. Chú ý phương pháp nấu nướng khi làm bếp. Chế độ ăn uống thanh đạm thường được chú trọng và ưu tiên các kiểu nấu nướng thiên về hấp, luộc, hầm. Ngược lại nên hạn chế hoặc rất ít khi chế biến kiểu rán, xào nướng. Khi rán chiên hoặc nướng các loại thịt, không chỉ sử dụng một lượng lớn dầu, mỡ và muối mà đa số người còn sử dụng nhiệt độ cao. Việc này vô tình sẽ làm cho dinh dưỡng trong thịt bị thất thoát, phá hủy làm mất chất. Nên hạn chế các món ăn muối hoặc hun khói, bởi đây cũng là những món ăn được tẩm ướp hoặc pha trộn rất nhiều muối, tồn tại những vấn đề thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm. Ăn nhiều rau xanh và trái cây. Khuyến nghị mỗi người nên ăn 300-500g rau xanh mỗi ngày, trong đó một nửa số lượng là rau lá xanh sẫm. Phải chú ý làm cho được mỗi bữa ăn đều phải có rau xanh. Không chỉ có rau mà lượng rau ăn trong một bữa ăn nên chiếm một nửa tổng thức ăn ăn vào. Ngoài ra, mỗi ngày nên ăn khoảng 200-350g trái cây, nên coi hoa quả là thực phẩm bắt buộc phải có trước hoặc sau bữa ăn, ăn vào bữa ăn phụ. Quý cô bác thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã gửi đến cô bác lợi ích của chanh đông lạnh cũng như thực đơn cho một bữa ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Hy vọng rằng với những chia sẻ ở trên đây sẽ giúp cô bác cải thiện được tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại cô bác trong các chương trình lần sau.